Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin mới nhất cập nhật về giá ga hôm nay, ngày 9 tháng 12 năm 2023. Để nhận được thông tin về giá ga hàng ngày, các bạn hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like, đồng thời ấn vào nút đăng ký kênh, nhấn hình quả chuông để nhận được những video mới mỗi khi kênh phát hành. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn và gia đình có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý như sau. Cập nhật mới nhất về thông tin giá ga trên thị trường thế giới. Tiếp theo là thông tin giá CPLPG trên thị trường thế giới tháng 1 năm 2024 và dự báo giá ga trong nước tháng 1 năm 2024. Cuối cùng là thông tin về giá ga trong nước hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Thưa các bạn, giá gas hôm nay ngày 9 tháng 12 năm 2023, thị trường giá gas thế giới quay đầu giảm mạnh. Mở cửa phiên giao dịch sáng 9 tháng 12 năm 2023, giá gas hôm nay tại thị trường thế giới giảm 1,28% xuống mức 2,55 USD trên MMBTU. Đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 1 năm 2024, nhiệt độ thấp hơn dự kiến ở phía Bắc toàn cầu vào đầu tháng 12 và cuối tháng 11 đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Sự xuất hiện này đặc biệt hiếm khi xảy ra, đặc biệt là trong bối cảnh các vấn đề nóng lên toàn cầu đang diễn ra vì nhiệt độ thấp như vậy, không được mong đợi vào đầu mùa nóng. Mặc dù vậy, giá khí đốt tự nhiên của một trong những mặt hàng năng lượng quan trọng vẫn có xu hướng giảm kể từ đầu tháng 11. Gần đây đã phá vỡ mức dưới 3 USD cho hợp đồng Henry Hub. Điều này cho thấy châu Âu nói riêng, vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn cung từ Nga ngay cả trước khi chiến tranh bùng nổ, đã vượt qua được cuộc khủng hoảng mà không phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng. Châu Âu chuẩn bị tốt cho mùa sưởi ấm với lượng dự trữ khí đốt tự nhiên cao. Những ngày vừa qua được đánh dấu bởi sự tấn công dữ dội của thời tiết mùa đông, khiến nhiệt độ ở Bắc Âu xuống tới âm vài độ vào ban đêm. May mắn thay cho nền kinh tế, điều này không có tác động lớn đến giá khí đốt tự nhiên. Điều này chủ yếu là do mức lưu trữ cao ở châu Âu, hiện được lấp đầy trung bình 96%, và việc tổ chức cung cấp hiệu quả từ các hướng thay thế sang phương Đông. Ngoài ra, có lợi cho phía cung là dự báo nhiệt độ dự đoán sự nóng lên trong nửa cuối tháng 12. Đồng thời, có sự suy giảm đáng chú ý trong hoạt động kinh tế, đặc biệt là ở khu vực đồng euro, nơi GDP đang bấp bênh trên bờ vực suy thoái. Sự suy thoái kinh tế này được dự đoán sẽ xảy ra vào quý đầu tiên của năm 2024. Quy mô của thách thức mà châu Âu phải đối mặt được thể hiện qua biểu đồ giá khí đốt TTF của Hà Lan, đạt mức cao nhất vào tháng 8 năm 2022 đạt gần 340 euro và MM2, giai đoạn bổ sung kho lưu trữ quan trọng, sẽ giảm xuống dưới 30 euro vào giữa năm nay. Thưa các bạn, về dự báo giá gas tháng 1 năm 2024, cập nhật mới nhất giá CPLPG trên thị trường thế giới, tính tới sáng hôm nay, ngày 9 tháng 12, giá CPLPG tháng 1 năm 2024 đang ở mức 605 USD trên tấn, trong khi đó giá CPLPG tháng 12 năm 2023 là 615 USD trên tấn. Như vậy hiện giá CP tháng 1 đang thấp hơn mức giá CP chính thức tháng 12 năm 2023 là 10 USD trên tấn. Như vậy, nếu giữ mức giá này, dự báo giá gas tháng 1 năm 2024, bình 12 kg sẽ giảm 3.000 đồng trên bình, bình 45 kg sẽ giảm 11.400 đồng trên bình. Về tình hình giá gas trong nước, hôm nay ngày 9 tháng 12, tại thị trường trong nước, giá gas bán lẻ trong nước tháng 12 năm 2023 không tăng so với tháng 11. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm tới nay, giá gas không có sự biến động. Cụ thể, giá gas bình Petrolimex bán lẻ đã bao gồm thuế tháng 12 năm 2023, tại thị trường Hà Nội là 438.300 đồng trên bình dân dụng 12 kg, 1.753.000 đồng trên bình công nghiệp 48 kg. Công ty cổ phần kinh doanh gas LPG Việt Nam niêm yết giá gas bán lẻ tháng 12 năm 2023 đến tay người tiêu dùng, tối đa 468.000 đồng trên bình 12 kg và 1.948.500 đồng trên bình 50 kg. Tương tự công ty trách nhiệm một thành viên dầu khí Sài Gòn, Saigon Petro, thông báo từ ngày 1 tháng 12, giá bán lẻ đến người tiêu dùng 430.500 đồng trên bình 12 kg, không thay đổi so với giá gas tháng 11 năm 2023. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá gas trong nước có 5 lần giảm tháng 1, tháng 3, tháng 4, tháng 6 và tháng 7, 6 lần tăng tháng 2, tháng 5, tháng 8, tháng 9, tháng 10 và tháng 11, tháng 12 không thay đổi. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật mới nhất về giá gas hôm nay. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.